Mọi người hay thường bỏ qua Bảo Lộc tại thấy nó gần Đà Lạt, nhưng mà mọi người đâu có biết được là mọi người đã bỏ qua biết bao nhiêu là mỹ vị đâu. Sau khi được dắt nguyên một cái food tour khai sáng thì mình mới kiểu là ủa tại sao mình không biết Bảo Lộc sớm hơn vậy trời. Mọi người càng không biết được là mọi người đã bỏ qua biết bao nhiêu là quán cà phê vừa thơ vừa dịu kha như vậy đâu nè. Cái khí hậu ở Bảo Lộc nó cũng sẽ mỹ diệu hơn là trên Đà Lạt, kiểu buổi sáng với tối thì sẽ lành lặn, trưa trưa thì sẽ man mát, nhưng mà có lúc hơi nóng. Hello mọi người, mình là Kha nè. Được anh chị Hai với lại anh bạn Ramen dắt đi nguyên một cái food tour luôn nên là về phải share lại với mọi người nè. Ở đây mới chỉ là những cái món tiêu biểu thôi, từ từ mình sẽ đi ăn hết và review lại cho mọi người. Sáng tới sớm mình được dắt đi ăn bún bò Kim Ngân. Một cái nét gì đó rất đặc trưng của mấy cái món nước trên này đó chính là rau bào. Cái chỗ bún bò này đâu đó tầm chục năm rồi kìa, mọi người dòm cái tô da heo kìa. Hot stock, trời ơi ngon quá. Đúng là mỗi nơi sẽ có một cái kiểu nấu bún bò khá là khác nhau. Cái vị nước dùng ở đây nó sẽ rất là đơn giản, kiểu thơm mùi ruốc nhẹ với lại cái sự ngọt thanh từ xương heo thôi. Mà ở đây là phải kêu thêm chả nha. Thật ra thì vị nó sẽ khá là bình thường, nhưng mà đó là cho tới khi mọi người nêm đủ gia vị vô. Hành chua nè, nước mém nè, ruốc xả nè, cho vô một cái là hấp dẫn liền. Thịt bò đây cho nhiều, rất là chất lượng với kiểu nó mềm với ngọt thịt đó. Với lại đừng có quên là pha cái chén mắm ruốc xả này để chấm cùng với thịt nha. Xong rồi thì mình được dắt đi uống cà phê ở quán Đóm. Vì nằm trong trung tâm cho nên là sẽ không có view đồi núi, mà đây sẽ theo kiểu là một căn nhà cũ mộc mạc. Ngồi đây cảm thấy là ấm cúng dễ thương á. Nhưng mà kiểu phải dậy sớm đi ăn sáng uống cà phê thì mới cảm nhận được trọn vẹn cái lạnh và cái sự ngon của đồ ăn với lại cà phê Bảo Lộc nha. Sáng tưởng không lạnh mà ai dè lạnh không tưởng. Đúng là cà phê ở xứ Bờ Lao có khác, nó là một cái khái niệm gì nó rất là khác luôn. Nói không với cà phê đụng bắp nha. Trưa trưa thì tụi mình đi ăn nem nướng Ninh Hòa. Nghe đừng có thấy gì kỳ cục nha, nó giống như kiểu là lên Đà Lạt mà ăn lẩu gà lá Phú Yên vậy thôi. Và sẽ chấm ăn kèm với lại cái tương nấu từ gạo nếp, thịt heo với cà chua, sánh sánh sệt sệt rất là dễ. Sẽ hơi nhạt nhạt và sẽ ngon nếu như mọi người nêm thêm cái sốt ớt rim vào. Chiều tà tôi mình không đi ăn gà nhưng mà ăn bò nhúng giấm chỗ này ngon. Và mình gợi ý cho mọi người nên thử tủy với lại ốc heo tiềm thuốc bắc nha. Nghe thuốc bắc vậy thôi chứ nó thanh thanh dễ ăn lắm. Hương vị nước giấm mà để nhúng á, người ta cũng nấu rất là đơn giản, chủ yếu sẽ chỉ là sự chua chua của giấm và mùi xả thơm, thêm cái sự ngọt thơm đặc trưng của hành tây nữa. Nhưng mà nhờ vậy mọi người sẽ cảm nhận được rất rõ là thịt bò đây rất là tươi, rất là ngọt thịt luôn. Với lại mắm nêm ở đây người ta pha mát tay là ngon với đậm đà. Mọi người có thể cuốn bánh tráng chấm nè, hoặc là làm kiểu bún trộn, kiểu trộn hết đồ xong rồi cho thêm tỏi vô nữa thôi. Mình một hai đòi đi ăn tráng miệng đồ ngọt cho nên là được dắt đi qua chè Tỉ Muội. Và mình đã được khai sáng cho cái món tàu hũ lá dứa này, cho đất ơi nó béo nó mịn. Tết thử mà thấy cái kết cấu nó núng nính như vậy là biết là đạt rồi đó. Trời ơi, cái nước cốt dừa đấy nó đậm mà nó béo nhưng mà vẫn có sự thanh. Chè thập cẩm ở đây cũng ngon nha, với lại có cái củ năng á bọc lá dứa là lá dứa real nha. Một điểm cộng cho cái sự không xài syrup mà cái độ ngọt nó rất là vừa luôn á. Thế anh chị kêu là tới đây người ta cũng sẽ gọi cái gỏi miếng thái với lại cái bánh bèo thịt băm, một cái chỗ ăn vặt quá là lý tưởng cho buổi chiều của mọi người nha. Bánh bèo đây là cái lá với lại thịt băm nấm mèo, lại còn kèm theo cả bánh phồng tôm nữa. Nhìn cái mặt mình tỉnh táo háo hức vậy thôi chứ thật ra hôm đó đang sốt cao lắm. Nhưng mà ai biểu đồ ăn Bảo Lộc ngon quá chi là mình phải sốc lại tinh thần luôn. Đó đầu còn đang dán miếng hạ sốt mà đi ngắm hoàng hôn đồ. Nhưng mà nó đáng á mọi người. Đây là cái tiệm cà phê mình cảm thấy ưng nhất ở Bảo Lộc luôn nha. Mình sẽ để đây và không nói gì nữa. Xinh quá xinh luôn. Mà mình bị mê cà phê ở The Lab luôn á. Nguyên một cái mục cà phê là mình thử hết món luôn rồi. Mọi người chọn đại cũng được, món nào cũng ngon hết. Với cái view núi đồi ôm trọn như thế này á, ngắm hoàng hôn nó chill. Món cà phê The Lab thì sẽ dành cho bạn nào thích béo béo một xíu. Thích có một chút nồng nồng thì gọi cà phê Quế. Mà xí nha, trên Bảo Lộc đâu trồng dừa đâu mà sao kem dừa ngon quá vậy. Tối xuống là người ta còn lên củi lên lửa nữa cơ. Và đây cũng được coi là một nét đặc trưng của Bảo Lộc nha. Rồi tối tối phải đi uống sữa đậu nành. Vị sữa đậu nành sẽ rất là nguyên chất chứ không có kiểu pha bột béo nhiều. Và đêm đêm nói đó thì có thể ghé cái hàng sâu đêm này. Tiếp tục phần 2 sẽ còn nhiều món lạ hơn cơ.